Bây giờ chúng ta muốn để làm mắm gốc này thì chúng ta phải lột hết cái vỏ này ra. Anh chị đi, chúng ta lột hết những cái vỏ cho loại cái mắt mắt ngủ ra nha anh chị. Xong thì chúng ta sẽ dùng một cái lọ cái kia chỉ mở nắp ra, chúng ta dùng một cái tăm bông như này, chúng ta nhúng vào. Tiếp đến chị, chúng ta sẽ bôi lên những cái mắt ngủ, cái mắt ngủ, kia nó nằm ngay nách lá. Và cái này chúng ta làm lên những chiều tối, thời tiết mà không có nắng. Sau khi làm xong cái chậu này thì chúng ta để nơi ẩm mát tối một chút, ít nắng một chút, và chúng ta tưới nước thường xuyên. Rồi sau đó anh chị có thể phun thêm phân 30 10 10, giúp cho cái mầm con nó thúc đẩy lên nhú ra ngoài hơn nhé. Khi nào mầm con mở lại chúng ta phun kịp trệ. Cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong video lần tới.